Các bạn đang nghe truyện ngươi lại thông quan trên kênh TV Audio CV. Chương 360, gợi ý rất chi là rõ ràng. Anh có cách gì? Đa lý nghe vậy, vội vàng đi theo. 12 giờ trưa nay sẽ có trực thăng đến cứu viện, đến nơi có bãi đáp trực thăng, sẽ dễ được cứu hơn. Đối phương vừa nói, vừa chỉ tay về phía tòa nhà cao nhất ở phía xa. Thấy không, địa điểm nổi danh của thành phố chim cánh cục chúng ta, tòa nhà hải báo, nếu có thể lên được đỉnh tòa nhà thì khả năng cao là trưa nay có thể đi theo trực thăng rời đi. Hai người cẩn thận tiến về phía tòa nhà hải báo, trên đường đi, đối phương chủ động mở lời, tôi tên Sử Hoài Nhân, người anh em tên gọi là gì? Đa Lý. Sử Hoài Nhân gật đầu, yên tâm, lúc sống chết cận kề, gặp nhau là có duyên, chúng ta nhất định đều có thể sống sót. Mặc dù là NPC, nhưng chỉ vài câu giao lưu ngắn ngủi đã khiến Đa Lý cảm thấy tin tưởng. Trải qua một phen gian nan, cuối cùng bọn họ cũng đến gần tòa nhà hải báo số lượng xác sống xung quanh cũng nhiều hơn làm sao bây giờ đa lý hỏi sử hoài nhân phải nghĩ cách dụ chúng đi lời còn chưa dứt một chiếc xe việt giả phóng đến đâm bay không ít xác sống cuối cùng dừng lại trước cửa tòa nhà hải báo có vài người từ trên xe nhảy xuống lao vào bên trong tòa nhà sử hoài nhân mắng đồ điên khốn kiếp những người này vào tòa nhà nhưng lại dẫn tất cả xác sống xung quanh đến cửa tòa nhà, rõ ràng là bọn họ không vào được. Đi, xem thử có thể vào từ bãi đậu xe không, hoặc tìm chỗ khác. Sử hoài nhân nhanh chóng đưa ra chủ ý, hai người lặng lẽ đến bãi đậu xe, bên trong tối om, trống rỗng, tiếng bước chân cũng có thể vọng ngược lại. Vừa vào bãi đậu xe, hai người đã thấy vài xác sống đang đi lang thang, số lượng không nhiều, cẩn thận một chút là có thể tránh được. Đa lý không dám thở mạnh, Bước chân khẽ khàng bám theo NPC, cuối cùng cũng đến được lối thoát hiểm. Kết quả vừa mở cửa, cánh cửa sắt lớn phát ra tiếng kẽo kẹt, vang vọng khắp bãi đậu xe ngầm. Hai người ngẩn người, thấy những xác sống xung quanh chạy về phía này, cả hai vội vàng xông vào lối thoát hiểm đóng cửa lại. Lối thoát hiểm không có cửa sổ, đèn cũng không sáng, chỉ còn lại biển chỉ đường màu xanh lá. Hai người nhanh chóng lên lầu, những xác sống đi lang thang trong lối thoát hiểm nghe thấy tiếng bước chân, di chuyển xuống dưới mới lên được hai tầng hai bên đã suýt đụng phải nhau sử hoài nhân nhanh chóng chạy xuống chạy đến cửa lối thoát hiểm tầng một dùng sức kéo mạnh nhưng phát hiện cửa bị khóa từ bên trong không thể mở được bên ngoài bãi đậu xe ngầm đã toàn là xác sống tầng một lại không mở được đa lý đi theo sau vội vàng hỏi làm sao bây giờ đánh với chúng sao được sử hoài nhân nhanh chóng nói nói xong đột nhiên đẩy đa lý một cái đẩy anh ta vào hai xác sống hai xác sống thấy lại có đồ ăn tận miệng lập tức cùng nhau thưởng thức sử hoài nhân nhanh chóng chui qua bên cạnh để lại một câu xin lỗi người anh em không làm vậy thì cả hai chúng ta đều phải chết sử hoài nhân tôi sẽ nhớ đến anh đa lý ngoài trò chơi phương diễu trầm giọng nói tôi đã gợi ý rất chi là rõ ràng như vậy rồi sao anh ta vẫn mắc bẫy cho được anh ta tự học ngôn ngữ liên hiệp thâm lam đấy à chắc chắn chưa từng thi qua một cấp độ nào một nhóm người thuộc nhóm dự án không nỡ nhìn thẳng ngay cả các chuyên gia cùng ngành cũng không thể chịu đựng được nữa Anh thế này hoàn toàn là bắt nạt người ngoài hành tinh Đa lý tháo thiết bị Tức giận nói Hoài nhân mà lại không trọng nghĩa khí cũng phí cái tên này Phương Diễu biểu thị rằng hơi khó đánh giá Đa lý trải nghiệm 3 lần Mất khoảng 1 giờ Dù sao thì bọn họ cũng không phải đến để chơi trò chơi Anh ta cũng không tiện tiếp tục nữa Đa lý loay hoay mãi Thậm chí còn chưa chơi đến 0,5% tiến trình giai đoạn đầu tiên Phương Diễu cảm thấy anh chàng này sắp biến khủng hoảng tận thế thành trò chơi hài hước rồi cũng hơi khó chịu hay là anh chơi thêm một ván cuối cùng đây thực sự là một trò chơi kinh dị đây thực sự là một trò chơi kinh dị ít nhất là đối với đa lý vừa ở trong trò chơi lối thoát hiểm tối tăm đường đi cả trước lẫn sau đều bị chặn vào khoảnh khắc bị người mình tin tưởng đẩy về phía xác sống trái tim anh ta thực sự muốn nhảy ra khỏi cổ họng không cần đâu đợi trò chơi phát hành tôi sẽ trải nghiệm cho thật tốt đa lý cảm thấy nếu hôm nay tiếp tục chơi thì anh ta rất khó để lấy lại thể diện và đồng đội cũng đang dùng ánh mắt ngăn cản anh ta phương diệu tiếc nuối nói thật đáng tiếc đợi trò chơi phát hành anh nhất định phải mở một buổi phát trực tiếp xem anh chơi trò chơi thực sự rất thú vị đa lý cảm ơn những người xung quanh cũng rất khó phán đoán phương diệu đang khen hay đang nói bóng gió dù sao thì đa lý cũng cảm ơn rồi vậy thì coi như là khen đi sau đó Nhóm dự án đã giải thích cho Đa Lý và những người khác về triết lý sản xuất trò chơi của dự án trước đó, trình bày một số bản thiết kế bối cảnh, trang bị, nhân vật, sau đó còn trực tiếp trình diễn một số quy trình sản xuất trò chơi có liên quan. Đối với những thành quả mà công ty giải trí Tinh không thể hiện, Đa Lý vô cùng khâm phục. Trước khi đi, anh ta chân thành và thẳng thắn nói: "Cảm ơn các bạn đã chấp nhận yêu cầu tham quan của chúng tôi, tôi có thể hiểu rằng, chiến tranh kéo dài chắc chắn sẽ mang đến hận thù và sự thù địch dai dẳng." có thể cần đến vài thế hệ hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể dần dần xóa bỏ. tôi chân thành hy vọng rằng hòa bình của chúng ta có thể duy trì đến lúc đó và xây dựng nên tình hữu nghị thực sự. mối hiềm khích giữa hai bên không thể thay đổi chỉ vì một câu nói của đa lý, nhưng câu nói này cũng thực sự khiến mọi người có cái nhìn khác về anh ta. tiễn đoàn tham quan đi, phương diễu và khương thu tự trở về văn phòng. tôi tưởng sẽ rất phiền phức, không ngờ lại khá dễ dàng. phương diễu ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thán khương thu tự nhìn anh không vui anh không phá đám thì sẽ dễ dàng hơn phương diễu biện giải tôi không phá đám tôi đã nhắc anh ta rồi anh ta cứ muốn chơi không phải tôi khiến mọi người cười mà cô cũng cười đấy thôi tôi không cười cười rồi không cười cười lần này phương diễu chưa nói xong thì đã bị khương thu tự bịt miệng phương diễu đưa tay ôm lấy eo cô đợi cô buông tay rồi cười nói tôi muốn cô sang bên đây sang bên đó làm gì Cương Thu tự khẽ hừ một tiếng, nghi người ngồi lên đùi anh. Đây là mục đích của anh. Phương Diễu gật đầu. Đúng vậy. Cô có biết cảm giác ôm cô sau một ngày làm việc là như thế nào không? Cảm giác gì? Cương Thu tự hỏi. Phương Diễu cảm giác được nạp năng lượng, mệt mỏi tan biến hết. Cương Thu tự khẽ hừ. Chật. Sao tôi lại không có cảm giác này? Bây giờ thì sao? Phương Diễu hôn lên má cô. Phương Thu tự nhếch khóe miệng nhưng lại lắc đầu không có. Thế này thì sao? Lần này Phương Diễu hôn lên môi cô. Không có. Gò má Khương Thu tự ửng hồng, tiếp tục lắc đầu. Vậy thì ngay khi hai người định hôn sâu hơn, vòng tay của Khương Thu tự reo lên, đó là cuộc gọi không thể không nghe máy. Người Đô La Gông vừa rời đi, đoàn khách Tùng đã báo cáo tình hình trao đổi. Tham quan công ty giải trí tinh không chỉ diễn ra trong một ngày, thực ra không ảnh hưởng đến cục diện chung, khi ngày tham quan được xác định, các vấn đề hợp tác liên quan đến không gian ảo và ngành công nghiệp trò chơi trong tương lai đã được định sẵn. Liên hệ với Khương Thu Tự, một mặt là để một lần nữa cảm ơn sự hợp tác của cô, mặt khác cũng là để thông báo cho cô rằng công ty giải trí tinh không đã được đưa vào danh sách thử nghiệm hợp tác thương mại đợt đầu. Cô đã được cấp tư cách đến hành tinh do người Đô La Gông sáng lập nhưng thời gian mở cửa giao dịch chính xác vẫn chưa được quyết định, phải đợi thêm. Sau khi nhận được tin, Khương Thu Tự đã nói với gia đình. Khương Quốc Thanh cho biết, các vấn đề hợp tác về y tế cũng đã cơ bản được thống nhất, xu hướng hợp tác toàn diện đã hình thành, chỉ chờ thời điểm công bố. Phương Diệu không quản được những chuyện lớn như vậy, anh chỉ lo làm game. Mặc dù số lượng người chơi trực tuyến cao nhất của chiến tranh toàn diện, đế quốc, không thể tăng thêm nữa, nhưng số lượng người dùng đã đăng ký vẫn không ngừng tăng lên, đã vượt qua 90 triệu, tương đương với tinh thần. Ngoài ra, tích lũy doanh số sau một thời gian dài của hiệp khách hành cũng đã đạt đến 90 triệu bộ, nhưng tốc độ tăng trưởng đã rất chậm, xét về tốc độ phá tỷ, e là không thể tranh giành với hai trò chơi trước. Trong trò chơi, người chơi của Đông Minh và Tây Ước thỉnh thoảng lại phải chiến đấu một trận lớn, nhưng cũng không bỏ sót việc đánh phó bản. Sau gần một tháng nỗ lực, hai phe liên tiếp đánh chiếm được bản đồ cấp 60. Người chơi của Tây Ước may mắn hơn một chút, lần đầu tiên đánh thông, nhà thờ Montepi đã nổ ra vũ khí truyền thuyết màu cam đầu tiên của toàn máy chủ, kiếm trong đá hội trưởng ban hội dẫn đoàn là một người giàu có, người này đã thưởng hậu hĩnh cho người chơi trong nhóm, không hề xảy ra tranh chấp phân phối không đều. Ngoài chiến trường và phó bản, người chơi cũng đào sâu hơn vào câu chuyện bối cảnh của trò chơi. Trò chơi ra mắt hơn một tháng vẫn duy trì độ hot rất cao, giống như, tinh thần, trò chơi này trở thành khách quen của chuyên mục truyền thông. Liên minh thi đấu thể thao trò chơi, Z và Lục Thao đã gặp nhau. Ban đầu, Việc TR tham gia vào giải đấu thể thao điện tử căn bản không cần anh ta đích thân ra mặt, ở giữa còn cách nhau mấy cấp nhưng anh ta và lục thao cũng được coi như là thuộc cùng một giới, không phải bạn bè nhưng có thể coi là người quen biết cũ. Nhân cơ hội này, anh ta cũng muốn xem tình hình của lục thao. Giết luôn cảm thấy lục thao và anh ta là một loại người, là những người khác biệt trong đám đông, làm việc bình tĩnh và lý trí. Đối với bất kỳ việc gì, bọn họ đều đưa ra phán đoán dựa trên dữ liệu, điều kiện khách quan chứ không dựa vào cảm tính. Nhưng lần gặp mặt này, anh ta phát hiện ra Lục Thao đã thay đổi rất nhiều so với trong trí nhớ của anh ta, Lục Thao vẫn chu đáo, vẫn xuất chúng, nhưng khí chất tỏa ra trên người anh ta, tạm nói như vậy, gần gũi với người bình thường hơn, dường như đã hòa nhập rất tốt vào đó. Làm thế nào để làm được như vậy? Giết suy nghĩ trong lòng. Rất vui vì PR đồng ý tham gia giải đấu, đua xe cực hạng, nếu không có sự tham gia của PR vào cuộc đua tốc độ, tôi luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Nếu anh vẫn không tham gia nữa, tôi còn định đích thân đi vận động anh. Lục Thao nói đùa. Tôi cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Giác không phải là người vòng vo. Trước đây tôi không nghĩ anh sẽ làm việc này. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy chính mình thay đổi rất nhiều. Trước đây mọi người đều cho rằng tôi sẽ theo nghiệp chính trị, đi theo con đường của cha tôi. Lục Thao thừa nhận, có lẽ là vì gặp được một cô gái mà tôi thích, quen biết một vài người bạn rất đặc biệt, khác hẳn với những người trong giới trước đây. Chỉ vậy thôi sao? Z không hiểu lắm. "Đợi tôi giới thiệu cho anh làm quen." Lục Thao cười nói. "Cảm ơn, thôi vậy." Z lắc đầu, công việc tiếp khách đã khiến anh ta rất mệt mỏi rồi, chỉ nghĩ đến giao lưu ngoài công việc thôi đã thấy đau đầu, anh ta và những người bạn quen trong tinh thần hòa hợp rất tốt lục thao cũng không miễn cưỡng đổi chủ đề anh thường chơi game không thỉnh thoảng chơi z không nói dối lục thao phát hiện z không nói tiếp không biết anh ta có muốn nói chuyện tiếp không có lẽ nếu đổi lại là người khác lúc này sẽ không hỏi anh ta chơi game gì hoặc là sẽ làm cho bầu không khí không trở nên lạnh lẽo nhưng đối với lục thao thì không phải chuyện gì to tát anh ta trực tiếp nói chuyện về dữ liệu với z tôi đã xem một vài báo cáo đánh giá về thị trường game cho biết hiện Tại số lượng người dùng game của hành tinh đôi vào khoảng 7, 8 tỷ, tiềm năng vẫn còn rất lớn, lượng người dùng game tiềm năng gần 30 tỷ. Dự đoán trong tương lai trung bình cứ 2,5 người thì có một người chơi game, anh thấy sao, nhắc đến chuyện này, giác cuối cùng cũng mở lời, gần đây anh ta đã xem không ít báo cáo điều tra của công ty về thị trường game, bản thân cũng có khá nhiều lý giải. Lộ Phi Phi đến tìm Lục Thao, nghe nói hai người đang nói chuyện, cô ấy rất ngoan ngoãn không xông vào, ở bên ngoài chờ chờ mãi chờ mãi đợi rất lâu sau mới thấy hai người họ đi ra cô ấy còn hơi thắc mắc dép là người hay nói chuyện như vậy sao mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng khi gặp mặt trên người dép không hề có chút ít dao động cảm xúc nào anh ta rất thân thiện gật đầu với lộ phi phi lộ phi phi lại rất có khí thế giải đấu chúng ta phân định thắng thua đi nghe cô ấy nói vậy dép cũng không tiện đi luôn đứng lại đáp hy vọng hai câu lạc bộ của chúng ta đều có thể phát huy tốt Lộ Phi Phi kêu lên, chúng tôi ấy thế mà đã liên tiếp vô địch đấy. Giác cực đầu, có thể thấy, các cô rất coi trọng việc quảng bá theo hướng thể thao điện tử, về mảng này, TR thực sự đã tụt hậu rồi. Lộ Phi Phi không nói nên lời, cảm thấy bản thân như đang đấm vào bông, hơi chán, hơi trống rỗng. Đợi lục thao tiễn giác đi, Lộ Phi Phi bu lại nói, sao anh ta vẫn thế này, phải tìm người trị bệnh cho anh ta, giới thiệu phương diễu cho anh ta thì sao, lục thao lắc đầu, trước đó anh định giới thiệu nhưng anh ta từ chối. Lộ Phi Phi đảo mắt, hừm hừm, chuyện này không do anh ta quyết định được. Lục Thao, đừng có làm bậy. Lộ Phi Phi, yên tâm, yên tâm. Phương Diễu còn chưa biết mình sắp được giới thiệu bạn mới, quá trình sản xuất của, khủng hoảng tận thế, sắp kết thúc, năm nay có thể khiến Khương Thu tự thất bại hay không, chỉ cần xem tác phẩm này là được. Anh đang bận rộn, nhận được tin nhắn của Lộ Phi Phi, khi nào rảnh, giới thiệu cho anh một người bạn hai người bây giờ khá thân phương diễu trả lời trực tiếp khi nào rảnh giúp tôi thử nghiệm trò chơi cô thử xong là tôi rảnh công việc của lộ phi phi là ăn uống chơi bời nghe vậy không nói hai lời tôi ngay bây giờ đang rảnh phương diễu nhắc nhở cô ấy được cô đến đi nhưng cô báo với lục thao một tiếng trước lát nữa khóc về thì không phải tại tôi bắt nạt cô đâu lộ phi phi phương diễu nói trò chơi kinh dị lộ phi phi xì chỉ là trò chơi kinh dị thôi được cô cứ giả vờ đi tôi đợi cô phương diễu nói xong bảo mọi người chuẩn bị phiên bản thử nghiệm mới nhất lộ phi phi một lát sau đã chạy đến cô ấy lên lầu trò chuyện với khương thu tự nghe nói cô ấy được phương diễu gọi đến để thử nghiệm trò chơi khương thu tự nhìn về phía phương diễu cô ấy tự nguyện phương diễu nhấn mạnh chỉ là trò chơi kinh dị thôi tôi gan lớn từ nhỏ không sợ ma lộ phi phi tự hào nói ồ vậy thì đi thôi giúp tôi thử nghiệm phương diễu dẫn cô ấy xuống lầu một lát sau toàn bộ nhóm dự án đều nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của lộ phi phi trong trò chơi phương diễu cuối cùng cũng thấy được thế nào là vừa kém vừa thích chơi bị dọa đến mức cảm xúc luôn ở mức giới hạn mà trợ lý sức khỏe quy định nhưng lại không vượt qua được chơi nửa ngày tiến độ còn không bằng đa lý nhưng cô ấy thông minh hơn đa lý cặp sử hoài nhân liếc mắt đã biết là kẻ xấu bọn họ đang thử nghiệm trên mạng thiên mã hành không đã phát hành đoạn giới thiệu và bản demo thực tế của tác phẩm thứ ba trong năm nay tên trò chơi là bầy sâu nội dung chính là loài người phát hiện ra một hành tinh chưa được khai phá ban đầu không phát hiện ra bất kỳ mối nguy hiểm nào rất nhanh đội tiên phong đã hộ tống nhóm phát triển đổ bộ nhưng trong quá trình phát triển nhóm phát triển đã phát hiện ra lượng lớn hang động và trứng sâu dưới lòng đất Hóa ra, phía bên trong của cả hành trình đã bị tộc sâu khoét rỗng. Đám sâu này không phải là sinh vật trên hành tinh này, chúng là chủng loài không ngừng du ngoạn trong vũ trụ. Khi đói, mệt, chúng sẽ chui vào bên trong hành tinh gần nhất, cảm nhấm phần bên trong của hành tinh để phục hồi năng lượng. Bất cứ nơi nào đàn sâu đi qua, tất cả các hành tinh đều bị tàn phá và người chơi là một thành viên của đội tiên phong. Nhiệm vụ là phải tìm cách chống lại sự tấn công của đàn sâu. Trò chơi có thể chơi độc lập, có thể chơi trực tuyến, người chơi tạo phòng sẽ là người chỉ huy thống nhất, những người chơi khác có thể chọn nhiều vai trò khác nhau, có thể là lính xung kích, đứng ở tuyến đầu chống lại sự tấn công của bầy trùng, cũng có thể là kỹ sư, bố trí và nâng cấp vũ khí phòng thủ, cũng có thể là lính quân y, cứu chữa những người bị thương. Một ván chơi, hỗ trợ tối đa 1.000 người chơi trực tuyến, trò chơi kết hợp tất cả kinh nghiệm mà thiên mã hành không tích lũy trước đó, kết hợp lối chơi sinh tồn xây dựng, phòng thủ tháp, tăng thêm bầu không khí kinh dị đồng thời mở rộng quy mô chơi trực tuyến ở mức độ lớn nhất trong phạm vi khả năng. Phương Diễu xem một lúc, phát hiện trò chơi này rất giống với vệ binh giải ngân hà, nhưng về cách chơi thì thực ra lại có hình thức ban đầu của StarCard. Phương Diễu không ngờ tưởng Tài Văn lại làm ra một trò chơi như thế này. Trò chơi này có được ưa chuộng hay không thì chưa rõ, nhưng Phương Diễu có thể cảm nhận được, tưởng Tài Văn cũng không có ý định dựa vào trò chơi này để gây sóng gió. Trò chơi này giống như một món khai vị ngọt ngào, Món chính vẫn còn ở phía sau. Phương Diệu không khỏi suy nghĩ, trò chơi này thực sự đã mang đến cho anh một bất ngờ. Năm sau thị trường của người Đô La Gông mở cửa, gia nhập thế lực của bọn họ, tưởng Tài Văn sẽ không thực sự làm ra một trò chơi, StarCat, để đối đầu với chiến tranh toàn diện, đế quốc, chứ? Tiểu tưởng à tiểu tưởng, cậu giỏi lắm. Phương Diệu nói, lập tức bảo mọi người tung ra đoạn giới thiệu của khủng hoảng tận thế. Sau khi phát hành đoạn giới thiệu, tưởng Tài Văn đang nghĩ không biết Phương Diễu đã xem chưa, có hiểu được tham vọng của anh ta không thì công ty giải trí tinh không cũng có động thái. Khủng hoảng tận thế, trò chơi hành động, kinh dị, giật gân. Tưởng Tài Văn sửng sốt, Thiên Mã Hành không hiện được gọi là nhà máy sản xuất trò chơi kinh dị lớn nhất, dù sao trước đó công ty cũng đã phát triển nhiều tác phẩm cùng chủ đề. Tất nhiên, giá trị của vị trí số 1 này và vị trí số 1 trong ngành của công ty giải trí tinh không là khác nhau, phương diễu lúc này tung ra trò chơi kinh dị là muốn đánh bại anh ở chính lĩnh vực mà anh hiểu nhất sao nếu là trước đây tưởng tài văn cảm thấy mình nhất định sẽ tức điên lên nhưng bây giờ thì khá thú vị đấy thực sự là một bất ngờ tưởng tài văn chủ động nhắn tin cho phương diễu cũng giống vậy thôi phương diễu trả lời anh vừa trao đổi xong với tưởng tài văn thì lộ phi phi chui ra khỏi trò chơi thế nào Phương Diễu hỏi. Bình thường, không đáng sợ lắm. Lộ phi phi cứng miệng nói. Phương Diễu buồn cười. Vậy sao cô không chơi nữa? Lộ phi phi ưỡn cổ, hừ một tiếng. Tôi sợ vô tình chơi thông quan của anh, làm anh mất mặt. Phương Diễu bất lực mở tiến độ thử nghiệm. Tiến độ giai đoạn đầu là trăm Nói với cô ấy. Chơi thông quan, chơi cả một buổi chiều. Rõ ràng hiệu suất cũng giống như đa lý. Mới có 1,5% thôi à. Á, à, ôi tôi đột nhiên hơi muốn đi vệ sinh mà còn chưa nói hết chuyện với chị thu tự nữa tôi đã giúp anh thử rồi lúc giới thiệu bạn thì anh không được từ chối đâu lộ phi phi tùy tiện tìm một cái cớ muốn chuồn đi chuồn thì chuồn đi phương diễu cũng không ngăn cô ấy anh cũng phát hiện ra để lộ phi phi thử nghiệm thực sự không có giá trị tham khảo nào cả anh đã đánh giá cao cô ấy quá rồi người chơi cũng không ngờ sắp đến cuối năm rồi thiên mã hành không và công ty giải trí tinh không lại cùng lúc phát hành trò chơi mới mà sao khủng hoảng tận thế của công ty giải trí tinh không lại có ý định chạy đến thiên mã hành không để cướp nhà vậy. Lại đấu nhau nữa rồi à, công ty giải trí tinh không làm trò chơi kinh dị, e là vị trí số một về kinh dị của thiên mã hành không không giữ được rồi. Tôi là fan của thiên mã, nếu là nhà máy khác, tôi sẽ nói là ít đụng chạm nhưng nếu là công ty giải trí tinh không thì cảm thấy thiên mã nguy rồi. Tôi không tin, tôi kiên quyết không tin Phương Diệu có thể thống trị toàn bộ các chủ đề. Thiên mã đấu trực diện với anh ta, Tôi ủng hộ, đánh nhau đi, đánh nhau đi, phát đoạn giới thiệu cùng một ngày thì không có ý nghĩa gì, tốt nhất là phát hành trò chơi cùng một ngày, còn có nhà máy lớn nào tham gia nữa không? Đến một trận cuồng hoang cuối năm, là một trận quyết chiến trước lễ trao giải thường niên. Trận quyết chiến là không cần thiết, năm nay giải thưởng thường niên chắc chắn là chiến tranh toàn diện, đế quốc. Cũng chưa chắc, năm ngoái, Tinh Thần đã không giành được giải thưởng trò chơi của năm lợi thế của loại trò chơi vận hành lâu dài này không rõ ràng được so với những trò chơi đơn lẻ mua đức tinh thần thua là thua vào tay hiệp khách hành của chính nhà mình vấn đề là năm nay có trò chơi nào có thể đánh bại chiến tranh toàn diện đế quốc không đầu năm khí thế mạnh lắm đến khi chiến tranh toàn diện đế quốc ra mắt thì toàn bộ đều yếu đi mặc dù lời nói không hay nhưng đó là sự thật khủng hoảng tận thế à đừng đến đây Trò chơi kinh dị quá kén người chơi, giành giải thưởng của Nam mà, mọi thứ đều có thể xảy ra, lộ phi phi chuồn đi trò chuyện với Khương Thu Tự, để bình ổn lại trái tim nhỏ bé của cô nàng đến giờ vẫn đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng miệng thì tuyệt đối không thể nói là sợ, cô muốn giới thiệu ai cho tôi làm quen biết thế. Phương Diễu bận xong ở dưới lầu, đi lên trên hỏi. Tổng giám đốc của PRZ, Z, một gã giống như người máy, anh trị anh ta giúp tôi đi lộ phi phi vô tình để lộ ý định thực sự phương diễu bất lực vậy ra không phải là cô giới thiệu bạn cho tôi mà là muốn lợi dụng tôi để đối phó với đối thủ truyền kiếp của công ty cô câu trước vừa dứt câu sau lộ phi phi đã không thừa nhận không có tôi thực sự hy vọng anh có thể trở thành bạn tốt với anh ta anh ta hơi khó tính chỉ có anh mới có thể mở được cánh cửa trái tim anh ta đi vào trái tim anh ta không hứng thú anh chỉ muốn đi vào trái tim của khương khương nhà anh thôi phương diệu nói nhân cơ hội ăn trộm một nụ hôn của Khương Thu Tự, trả lại cho Lộ Phi Phi món cơm chó mà cô ấy đã khoe khoang trước đây. Á, à, mù mắt rồi, mù mắt rồi. Lộ Phi Phi kêu lên, tôi mặc kệ, tôi đã giúp anh thử nghiệm game rồi. Cái đó mà gọi là thử nghiệm mà, thôi được. Phương Diễu lười tranh cãi với cô ấy, dù sao thì anh cũng ít bạn, quen thêm vài người cũng không tệ, nếu không sau này kết hôn, thậm chí còn không đủ phù rễ. Không còn cách nào khác, anh là người thích phòng ngừa trước, luôn nghĩ xa. Thấy anh đồng ý, Lộ Phi Phi cuối cùng cũng hài lòng, nhìn thời gian không còn sớm, lại bị Phương Diễu khoe khoa một phen, cô ấy bèn trở về tìm thao thao nhà mình. Đợi Lộ Phi Phi đi rồi, Phương Diễu hỏi Khương Thu Tự, giác trông thế nào, có cao hơn tôi không, có đẹp trai hơn tôi không, nếu đè bẹp anh trên mọi phương diện thì cũng không thích hợp làm phù rể, Khương Thu Tự liếc anh một cái, anh đừng đi quấy rối người ta. Tôi thực sự muốn kết thêm vài người bạn phương diễu nghiêm túc nói nếu khương thu tự biết được ý định nhỏ nhoi của anh chàng này là tìm phù rễ thì ít nhiều gì cũng phải đá anh hai cái chuyện giới thiệu bên lộ phi phi cũng không chắc chắn phương diễu càng không để tâm sau khi công việc của khủng hoảng tận thế kết thúc anh lập tức bắt đầu tuyên truyền bán trước trò chơi sắp ra mắt thỏa thuận truyền thống với khương thu tự hiển nhiên là phải được đưa vào chương trình nghị sự cuối tuần này trò chơi sẽ phát hành cô đã chuẩn bị xong chưa phương diễu nhắc nhở cô hương thu tự chuẩn bị gì phương diễu đến lúc đó sợ thì đừng cố chịu đựng cô biết đấy vòng tay của tôi luôn rộng mở chào đón cô hương thu tự chống cằm nhìn anh anh có biết không dáng vẻ mỗi lần anh vô cùng tự tin muốn chiến thắng tôi trông anh quyến rũ lắm thật sao phương Diệu có chút bất ngờ sau đó mới hiểu ra lời này nghe sao mà kỳ lạ thế cô còn không tin nữa cô cứ tắm rửa sạch sẽ chờ đó phương diệu hét lên hét xong thì bị ăn một cái gấu bông hương thu tự khẽ cắn môi tên này càng ngày càng nói năng vô phép vì lễ trao giải thường niên sắp đến gần tưởng tài văn và phương diệu đều không định kéo dài thực sự định ngày phát hành vào cùng một ngày cuối tuần bầy sâu và khủng hoảng tận thế cùng phát hành ngoài những người chơi có ví tiền rủng rỉnh và những người thích vui vẻ hòa bình đây đều là lựa chọn khó khăn đối với những quần thể người khác các streamer rất do dự phát cái nào đây theo lý mà nói, công ty giải trí tinh không có nhiều người hâm mộ, phát, khủng hoảng tận thế, thì lượng người xem sẽ nhiều hơn. Nhưng nếu mọi người đều phát, khủng hoảng tận thế, mà mình thì phát, bày sâu, thì liệu có thể thu hút người hâm mộ mới hơn không? Người chơi cũng rất do dự. Mua cái nào đây? Mua cả hai thì tháng này phải cạp đất rồi. Không đến nỗi đâu, giá cả của cả hai đều không đắt. Bày sâu, 268 và khủng hoảng tận thế là 298. Quan trọng là còn có tiền game tam cạc của, chiến tranh toàn diện, đế quốc, và, tinh thần, sắp ra bể thẻ mới rồi. Đúng vậy, anh nhắc em đấy, vậy thì cứ xem livestream trước, cái nào hợp khẩu vị thì mua cái đó, cuối tuần, trò chơi mở bán vào buổi chiều tối, phòng livestream của công ty giải trí tinh không cũng tung ra thông báo phát trực tiếp. Không có gì bất ngờ, Khương Thu Tự sẽ phát trực tiếp, khủng hoảng tận thế. Người chơi rất phấn khích về điều này. Tuyệt quá, có thể xem tổng giám đốc khương chơi trò chơi kinh dị rồi không biết tổng giám đốc khương có gan lớn không nếu có thể nhìn thấy cô ấy hét lên và khóc lóc thì thật là không còn gì hối tiếc trong cuộc đời này tôi nhắc nhở anh một chút nếu tổng giám đốc khương thực sự bị dọa khóc cô ấy sẽ tìm ai để được an ủi cái đệch đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh không muốn nhìn thấy anh mau im đi tổng giám đốc khương cố lên giết sạch tận thế tôi còn đang thắc mắc tại sao phương giữ đột nhiên làm trò chơi kinh dị chắc chắn anh ta có ý đồ xấu cậu đã phát hiện ra sự thật rồi tổng giám đốc hương cô phải cẩn thận nhé hương thu tự. phương diễu mới vào khu vực riêng là đã thấy những lời bình này anh có chút bất lực ta đây là lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết nhưng rất nhanh sau đó anh lại đắc ý người qua đường đều biết cũng vô dụng dù sao cũng không cản được anh hừ hừ đi thôi đi thôi vừa đến giờ tan làm phương diễu đã đi thúc giục hương thu tự. vừa về đến nhà Phương Diệu đã chạy đi trải giường. Khương Thu tự bất lực, anh làm gì vậy, trò chơi kinh dị phải chơi trên giường mới có không khí, như vậy khi cô tháo thiết bị xuống là có thể chui sang bên cạnh. Phương Diễu vừa nói vừa dang rộng hai tay. Khương Thu tự, đầu óc tên này nghĩ gì mỗi ngày thế, hai người ăn cơm rửa mặt, thấy sắp đến giờ phát livestream, Khương Thu tự đeo thiết bị vào. Phương Diệu cũng đăng nhập vào không gian ảo, tiến vào chế độ xem phòng livestream lúc này đã có gần một triệu khán giả, trong đó có cả đa lý. Trò chơi vẫn chưa được phát hành trên hành tinh của người Đô La Gông, vì anh ta đang ở trong cuộc giao lưu của Liên Hiệp Thâm Lam nên cũng có thể mua một bản bằng thân phận hợp pháp. Anh ta không vội chơi, muốn xem thử xem con người trong livestream chơi trò chơi này như thế nào trước, có gì khác biệt so với bản thân. Đến rồi, đến rồi. Trong sự mong đợi của mọi người, Khương Thu Tự đã đăng nhập vào trò chơi, sau đó mọi người phát hiện ra, phương diễu đáng ghét cũng ở đó anh đến đây làm gì cút ra ngoài không cần anh ở đây phương diễu khương khương nhà tôi không thích nói chuyện tôi đến bình luận tiện thể trò chuyện với mọi người vô số người đồng thanh không cần phương diễu không quan tâm bọn họ có cần hay không nhưng anh cũng không định nói nhiều dù sao nếu có bạn đi cùng thì không khí trong trò chơi kinh dị sẽ giảm xuống mở đầu giống như những gì đa lý đã trải qua khi lựa chọn có đi chung vui hay không Khương Thu Tự không đi, nhưng cũng không vội rời đi. Cô kiểm tra tiền mặt trên người, nhìn xung quanh, trực tiếp đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó để mua một chiếc cờ lê cán dài. Phương Diễu, cô muốn làm gì, làm ơn tôn trọng trò chơi kinh dị. Khương Thu Tự cầm cờ lê đi ra khỏi cửa hàng, vừa lúc xảy ra hỗn loạn, mọi người bỏ chạy, rất nhanh, một sát sống với gương mặt hung dữ phát hiện ra cô, lao đầu về phía cô. Sát sống chưa biến dị về tốc độ, sức mạnh không khác gì người thường, nhưng không có não nên không biết biến báo, một cá thể đơn lẻ không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với Khương Thu Tự. Cô dễ dàng né tránh, sau đó vung chiếc cờ lê cán dài đập vào đầu sát sống, một phát là hạ gục. Phương Diệu chết lặng, cô muốn làm gì, cô muốn nhân lúc hỗn loạn mới bắt đầu, khi số người bị cắn còn chưa nhiều, mở vô xong để dọn sạch hết sao, cô nghĩ hay lắm. Tôi sẽ để cô có cơ hội đó sao? Khương Thu tự đương nhiên không nghĩ như vậy, cô chỉ thử tay, thử sức mạnh, đánh đổ một con rồi cầm cờ lên nhanh chóng rút lui, vừa rút lui vừa tiện tay hạ gục thêm vài con, trông có vẻ rất thoải mái. Khán giả vô cùng phấn khích, đúng rồi, chính là hương vị này, Phương Diễu nghiến răng, chờ đấy, các người cứ chờ đấy, lát nữa đừng có khóc, sau khi Khương thu tự, trốn, về phòng, khi vừa mở bản tin vừa tìm đồ đạc cần thiết mang theo. Cô tìm thấy một chiếc ba lô, bỏ vào đó một ít thức ăn và nước, sau đó lấy hộp dụng cụ gia đình, vứt đèn pin tua vít kìm và cưa nhỏ gia dụng vào trong ba lô nghĩ ngợi một lúc cô lại vứt hết dao trong bếp vào ba lô lúc này mới miễn cưỡng hài lòng cư dân mạng xem mà há hốc mồm đây là vác theo một ba lô vũ khí hả để tổng giám đốc khương võ trang toàn diện như vậy mà thấy cũng phải sợ học được rồi đợi tôi lên cũng chơi như vậy cứ như vậy khương thu tự vẫn thấy chưa hài lòng cô chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài dường như rất muốn ra ngoài sắm thêm thứ gì đó về, lẩm bẩm, có thể đi cướp đồn cảnh sát không? Phương Diệu há hốc mồm, câu này của cô là tiếng người à, bên ngoài hỗn loạn, Khương Thu tự nghỉ ngơi một đêm trong phòng theo quy trình cơ bản. Sáng sớm hôm sau, trước khi hành động, cô lại đi tìm kiếm trong tủ quần áo, chọn một bộ đồ thể thao để thay, lật ra kính râm và khẩu trang đeo vào, lúc này mới coi như võ trang hoàn chỉnh. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, đeo ba lô lên và mở cửa, mở khóa xong thì đá thẳng một cú rất bạo lực xác sống đang dòm qua lỗ nhà ngoài cửa hoàn toàn không ngờ cô lại dũng mãnh như vậy trực tiếp bị đâm ngã tiếng động lớn lập tức thu hút xác sống trong tòa nhà chúng nó bắt đầu tụ tập về phía cô khương thu tự bình tĩnh đi đến trước thang máy nhấn nút đinh thang máy đến cùng thời điểm này từng xác sống ngùa vào cầu thang lao đầu về phía cô cùng lúc thang máy mở cửa khương thu tự đã vung cờ lê dài những kẻ đáng thương bị nhốt trong thang máy cả đêm vừa lao ra đã đâm vào cờ lê thái dương lõm vào thấy rõ bằng mắt thường cổ cũng theo đó vặn thành một đường gấp khúc kỳ lạ có thể nghe rõ tiếng xương nứt phương thu tự đương nhiên sẽ không dừng lại để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình cô nhanh chóng lao vào thang máy đóng cửa thang máy lại xác sống bị tiếng mở cửa thu hút nhào đến ngay trước mắt cửa thang máy đúng lúc đóng lại mọi thứ đều vô cùng chính xác phương diễu kêu lên không có ai đi nhấn thang máy à cứ để cô ấy ngầu như vậy sao, khán giả thích trò vui, anh ta sốt ruột rồi, anh ta sốt ruột rồi. Mọi người cười ha ha nhưng thực ra, vừa rồi khi xem, trong lòng rất căng thẳng, mở cửa mà ngoài cửa có một con sát sống đã đủ bất ngờ rồi. Thấy một đàn sát sống kéo đến, nghĩ đến việc nếu như bị chặn trong thang máy thì, sơ hờ, nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn không dám chơi như Khương Thu Tự, trong phòng livestream, đa lý cũng ngây người, thế cũng được luôn hả? Xuống thang máy, Khương Thu tự tránh xa những con xác sống gần đó, đi tìm Sử Hoài Nhân. Sau một hồi giao lưu, Sử Hoài Nhân tự giới thiệu, tôi tên là Sử Hoài Nhân, tên cô là gì, khán giả nghe xong, đều lao nhau nhắc nhở Khương Thu tự. Đừng nói cho anh ta biết, 100% là kẻ xấu. Chắc chắn là sở thích xấu xa của Phương Diễu. Biết đâu đã bị cắn rồi, lát nữa biến thành xác sống âm thầm tấn công cô. Đa Lý nhìn bình luận mà khá là ngạc nhiên, sao mọi người đều biết, chẳng lẽ ngôn ngữ anh ta học trước đây là giả sao khương thu tự không đi cùng tên này mà đi đến tòa nhà hải báo với tốc độ nhanh hơn nhưng khi cô đến cửa chính thì vẫn có một chiếc xe lao tới như bay khiến cô không thể tiến vào được bằng cửa chính phát hiện ra đây là cốt truyện được kích hoạt cố định khương thu tự không vội đợi một lúc quả nhiên thấy sử hoài nhân khoan thai đến muộn sử hoài nhân thở hổn hển người đẹp cô chạy nhanh quá đấy tình hình bây giờ cô cũng thấy rồi một mình rất khó sống sót chúng ta phải hợp tác giúp đỡ lẫn nhau mới có thể sống sót. Xem ra không thể vào được bằng cửa chính rồi, chúng ta đến bãi đậu xe xem sao. Khương Thu tự đến bãi đậu xe cùng với anh ta, quá trình giống như khi đa lý chơi, hai người xông vào lối thoát hiểm. Khương Thu tự lấy đèn pin ra, bật đèn, hai người cùng nhau lên lầu, rất nhanh đã gặp phải sát sống. Sử hoài nhân quay người bỏ chạy, anh ta định mở cửa tầng một, kết quả thấy Khương Thu tự dơ đèn pin lên, chiếu lên trên, xác định trước mắt chỉ có hai con không có thêm con nào nữa, thế là cầm cờ lê xông lên. Một cái, hai cái, lối thoát hiểm sạch sẽ, sử hoài nhân nhìn ngay người, nhìn cô bằng vẻ mặt sùng bái. Người đẹp, cô thật là lợi hại, Khương Thu tự nhìn anh ta, dường như không có ý định tấn công lén mình, cô tiếp tục lên lầu. Lên lầu, Khương Thu tự thử một chút, cửa lối thoát hiểm của nhiều tầng đều bị khóa, mãi đến tầng 18, cửa mới mở. Khương Thu tự lại nhìn lên, đèn pin chiếu xuống, phát hiện bên trong cầu thang ở các tầng trên có khá nhiều xác sống đi lại, rõ ràng ý đồ của Phương Diễu là để bọn họ đi vào tầng 18. Ít nhất cũng phải dẫn những con xác sống này vào tầng 18 thì họ mới có thể tiếp tục lên trên. Cương Thu tự ra hiệu cho Sử Hoài Nhân mở cửa, cửa sắt của lối thoát hiểm mở ra, không tránh khỏi việc phát ra tiếng động, quả nhiên khi bọn họ mở cửa, những xác sống ở tầng trên bắt đầu di chuyển xuống. Cương Thu tự ra hiệu cho anh ta không cần đóng cửa, hai người mở toan cửa, bước vào tầng 18. Khương Thu Tự và Sử Hoài Nhân đi xem thang máy, phát hiện thang máy dừng ở tầng trên cùng, hẳn là do những người xông vào cửa chính của tòa nhà trước đó đi lên. Sử Hoài Nhân nhấn nút thang máy nhưng thang máy ở tầng trên không có ý định xuống, anh ta có chút tức giận, chắc chắn là những người này chặn thang máy, những người này thật là vô đạo đức, không nghĩ cho người khác sao. Khán giả trong khu bình luận có ý kiến khác nhau. Thật sự là vô đạo đức, rõ ràng là không cho người khác đường sống. Không thể nói như vậy, nếu như người lên là xác sống thì sao? Nếu xác sống biết đi thang máy tập thể thì đã đợi bọn họ ở trên đó từ lâu rồi. Ngay cả là người sống thì bọn họ cũng không muốn nhìn thấy, trực thăng đến đón những người sống sót, một chiếc trực thăng có thể chở được bao nhiêu người, nếu có nhiều người lên đó, ai lên trước, ai lên sau đều là vấn đề. Đúng vậy, vào lúc này, ai muốn đợi chuyến trực thăng tiếp theo. Trước đó, những con xác sống bị tiếng động thu hút đã đi vào tầng 18, thấy không thể đi thang máy Khương Thu tự nhìn ngắm xung quanh, phân tích từ tư duy trò chơi, cô vẫn luôn cảm thấy vào tầng này là để mang theo thứ gì đó. Tìm một vòng không thấy gì đặc biệt, Khương Thu tự lại thấy chiếc rìu cứu hỏa trên tường khá thuận mắt, dù sao vừa rồi mở cửa đã thu hút sát sống, cũng không sợ gây ra thêm chút động tĩnh. cô cầm cờ lê đập vỡ tủ kính, lấy chiếc rìu cứu hỏa ra. Tiếng động lớn này khiến khán giả đều câm nín. Tổng giám đốc Khương quá dữ dội, sau tiếng động lớn, Khương Thu tự gọi sử hoài nhân chạy, cấu trúc của tòa nhà văn phòng là thông nhau hai người đi một vòng rồi chui vào lối thoát hiểm vừa kịp lúc sử hoài nhân xông vào cửa trước khương thu tự hơi cao mày nếu tên này định đóng cửa các đường lui của cô thì cô sẽ không khách sáo không ngờ sử hoài nhân rất trung thành giữ cửa đợi cô vào mới nhanh chóng đóng lại những khán giả khác không cảm thấy có vấn đề gì nhiều nhất chỉ thấy npc này có thể không phải là người xấu là chính mình đã hiểu lầm phương diễu nhưng đa lý thì không phục tại sao vì Khương Thu Tự là người đẹp. Vì mình là đàn ông, hay vì mình là người ngoài hành tinh, Sử Hoài Nhân thực sự có thuộc tính ẩn, sau khi kích hoạt các điều kiện liên quan, sẽ quyết định hành vi, bán đồng đội, hoặc ôm đùi, của anh ta, trọng điểm nằm ở việc có thể giải quyết được hai con sát sống trong lối thoát hiểm hay không. Tất nhiên Phương Diễu sẽ không nói, để cư dân mạng tự khám phá. Sử Hoài Nhân đóng cửa, nhốt những con sát sống ở trong tầng 18, tiếp tục xông lên tầng trên cùng Khương Thu Tự từ cờ lê dài đổi thành rìu cứu hỏa, sức chiến đấu tăng vọt, những con sát sống còn sót lại trên cầu thang, từng con bị Khương Thu tự dùng rìu chặt vỡ một cách dễ dàng. Máu bắn tung tóe khắp nơi, khán giả cuối cùng cũng hiểu tại sao Khương Thu tự lại đeo kính râm và khẩu trang, không phải để ngầu, mà là để vệ sinh. Lên đến sân thượng, Khương Thu tự vứt bỏ khẩu trang và kính râm dính máu, hai người đi mở cửa sân thượng nhưng phát hiện đã bị khóa chặt. Sử hoài nhân đập cửa dữ dội, mở cửa đi, ở đây còn người sống, mở cửa ra. Mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng cãi vã từ sân thượng truyền đến nhưng vẫn không có ai mở cửa. Sử hoài nhân nhìn thời gian, có chút sốt ruột, đã gần đến thời gian trực thăng đến đón bọn họ, nếu bỏ lỡ, không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tránh ra. Khương Thu tự nói. Sử hoài nhân quay đầu lại, nhìn chiếc rìu cứu hỏa mà Khương Thu tự cầm, hiểu ý, vội vàng lùi sang một bên, chú ý động tĩnh ở tầng dưới. Cương Thu từ cuối cùng cũng biết Phương Diễu nhất quyết bắt bọn họ lên tầng 18 để làm gì, hóa ra chiếc rìu cứu hỏa mà cô tiện tay cầm theo chính là đạo cụ quan trọng. Phương Diễu cũng rất cạn lời đấy, lập tức bốc phốt với đám đông người xem, vận may gì thế, chẳng lẽ như có duyên phận, cô nàng nhận được sự che chở của thần game sao? Đợi đã, thế chẳng phải là tôi sao, hiện tại tôi quyết định không che chở cô. Phương Diễu kêu lên. Khán giả còn cạn lời hơn anh, anh giữ chút thể diện lại đi, Khương Thu tự vung mạnh chiếc rìu, từng nhát từng nhát nện lên cánh cửa sân thượng đóng chặt, từng tiếng vang lớn quẩn quanh hành lang cầu thang. Sử Hoài Nhân tinh hồn bạc vía chăm chú quan sát dưới tầng, chưa biết chừng sẽ có rất nhiều xác sống xông lên, sống hay chết, ngay tại thời khắc này. Rìu chữa cháy quả nhiên là thần binh lợi khí, vung vài đường liên tục, mạnh mẽ bổ nát tay nắm của cửa sân thượng. Khương Thu tự đẩy cửa ra, lên tầng cùng với Sử Hoài Nhân, thấy sáu người trước mắt nhìn bọn họ chòng chọc, vô cùng cảnh giác. Không ngờ rằng hai người còn chưa nói câu nào mà đối phương đã trách móc trước, sao hai người lại phá hỏng cửa, nếu những quái vật đó xông vào thì sao, ai bảo các ngươi không chịu mở cửa. Sở Hoài Nhân vô cùng tức giận. Sao chúng ta biết ngoài cửa là con người hay là quái vật? Sử Hoài Nhân, tôi đã nói chúng tôi là người sống. Đối phương hùng hồn đầy lý lẽ, thế thì chưa chắc, nếu như là bị cắn thì sao, hai người chắc chắn bản thân không bị cắn chứ? Khương Thu tự mặc kệ bọn họ cô cầm rìu chữa cháy đi đến mép sân thượng, hướng mắt nhìn về phía thành thị xa xa. Có lẽ là rìu chữa cháy trong tay cô quá khủng khiếp, những người đó chỉ dám nói đôi ba câu chỉ trích, người lại lẫn rất xa, không dám tiến lại gần một bước. Tổng giám đốc Khương quá xá. Khán giả xem like ai nấy đều hô lớn. Từ bên rìa sân thượng, có thể thấy thành thị vô cùng tĩnh lặng, xung quanh tòa nhà có khá nhiều xác sống du đảng. Không biết còn có bao nhiêu người sống sót. Sử hoài nhân cảm thán. Lúc này, một vài điểm đen xuất hiện ở phía xa xăm trên bầu trời, sau đó âm thanh, xịt xịt xịt, truyền vào lỗ tai. Là máy bay trực thăng, đến đón chúng ta. Sử hoài nhân tiếp động hô. Xa xa, một đám người khác cũng rất phấn khích. Nhưng Khương Thu tự lại nhìn thấy, bên dưới máy bay trực thăng, một mảng đông nghiệp đang lao về phía trung tâm thành phố, là ngàn vạn sát sống. Khung cảnh này cuối cùng cũng khiến những người có mặt tại đây nhớ lại, nơi này là thành phố chim cánh cục với 7 triệu người sinh sống. Bọn chúng bị thu hút bởi máy bay trực thăng, không ổn rồi, có xác sống lên đây. Có người tinh mắt, thấy có xác sống xuất hiện bên ngoài cửa sân thượng. Đều tại chúng mày. Câm. Khương Thu Tự không quá muốn nổi điên với NPC, thế có vẻ cô quá trẻ con, nhưng trước mắt cô quả thực rất muốn đám người này câm lặng người bị cô quá lớn còn định nói gì đó, chỉ thấy Khương Thu tự vác rìu chữa cháy đi nhanh về phía cửa lớn, một rìu vung ra là bổ đầu của một xác sống rơi xuống. Mức độ trí năng của NPC rất cao, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sử hoài nhân nhìn xuống dưới lầu, hét lớn, rất đông, nhanh đến chặn cửa lại, mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì, nếu không thì tất cả đều phải chết đấy, những lời này đã có tác dụng, đám NPC này nhanh chóng đến chặn cửa lại. Khương Thu tự hiểu rõ, đám người này chắc chắn không thể ngăn chặn được, cô nhìn xung quanh xem có đạo cụ gì có thể lợi dụng không. Cô liếc mắt đã phát hiện ra kết nước cứu hỏa trên tầng cao nhất, loại bể nước này thường được dùng làm thiết bị chữa cháy tự động bên trong, nhưng cũng được trang bị vòi bơm cứu hỏa và ống nước. Phương Thu tự không hiểu lắm về công nghệ thời kỳ này nên hỏi Sử Hoài Nhân, anh biết dùng cái này không? Mắt Sử Hoài Nhân sáng lên, nhanh chóng chạy tới, mở vòi nước, nối với máy bơm. Không chịu được nữa rồi, dùng súng phun nước sử hoài nhân hét lên người đàn ông chống cửa thấy vậy nhanh chóng nhặt vòi nước lên và quất một cái nghiêng đầu gào lên mở vang sử hoài nhân nhanh chóng mở vang lúc này cửa lớn trên sân thượng tầng cao nhất vừa vặn bị xông phá một đám thay ma sắp tràn vào sân thượng nhưng lại đâm sầm vào súng phun nước áp suất cao nhất thời bị phun cho ngã nghiêng ngã ngửa ngã về phía sau trong cầu thang cũng theo đó mà xảy ra một vụ việc dẫm đạp lớn không biết như vậy có thể chống đỡ được bao lâu nhưng dù sao cũng khiến mọi người nhìn thấy hy vọng chúng tôi ở đây ở đây có người không ngừng vẫy tay hét về phía trực thăng cuối cùng một chiếc trực thăng bay về phía bọn họ trên đường cái đám xác sống cũng đang chạy về phía này như thủy triều nhưng dù xác sống có không biết mệt mỏi đến đâu thì cũng không thể chạy nhanh hơn trực thăng không lâu sau trực thăng đã đến điều chỉnh một chút trên không trung hạ cánh xuống bãi đáp mấy chiến sĩ cầm súng đạn từ trên máy bay nhảy xuống. Thấy vậy, người đàn ông ở cửa sân thượng lập tức vứt súng phun nước, chạy về phía trực thăng. Anh ta vừa dừng tay, sát sống nhanh chóng xông vào, các chiến sĩ thấy vậy, vội vàng giơ súng bắn. Khương Thu tự nhìn khẩu súng trường tự động trên tay chiến sĩ, đột nhiên miếm môi, cân nhắc chiếc rìu cứu hỏa trên tay, không biết là muốn đổi với bọn họ hay là, trong lòng Phương Diễu khựng lại, cô không nghiêm túc đấy chứ may mà khương thu tự không có hành động quá khích nào nhảy lên trực thăng lúc này ngày càng nhiều xác sống xông lên sân thượng các chiến sĩ xác nhận bọn họ đã lên trực thăng lập tức hét lên với phi công cho cất cánh vô số xác sống lao tới rõ ràng đã không với tới trực thăng nhưng vẫn bất chấp nhảy khỏi tòa nhà cố gắng bắt lấy những người trên trực thăng cảnh tượng này thực sự khiến khán giả trong phòng livestream choáng váng tim đập thình thịch ngay lúc này trong trực thăng đột nhiên có người kinh hãi anh bị cắn lúc nào vậy, là lúc chúng ta lên đây sao? Sử Hoài Nhân thấy vậy liền hét lên, chặn anh ta lại, chỉ thấy người bị cắn lúc này đã trở nên dữ tợn, hướng đến muốn cắn vào cổ phi công. Khán giả đều giật mình, không thể nào. Trong thời khắc nguy cấp, Khương Thu tự dùng rìu chém vào gáy người đó, ngay cả những chiến sĩ trong khoang cũng ngây người. Khương Thu tự khẽ hừ một tiếng, biết ngay là không đơn giản như vậy. Phương Dữ biết, tiếng hừ này rõ ràng là hừ cho anh nghe quả nhiên người chơi cũng phấn khích hẳn lên tổng giám đốc khương đỉnh quá chỗ này chắc là trực thăng phải rơi chứ không lẽ phá vỡ cốt truyện rồi vậy là thoát khỏi thành phố rồi sao chỗ này không làm thành cê rê để tổng giám đốc khương có thời gian ra tay phương diễu sai lầm lớn thấy những bình luận này phương diễu chặn khương thu tự và nói với khán giả Hừ, ngây thơ nghe phương diễu đột nhiên lên tiếng khán giả biết chắc chắn còn phần tiếp theo vội vàng muốn nhắc nhở khương thu tự nhưng khương thu tự mở livestream chơi game lại không bao giờ đọc bình luận như thế ảnh hưởng đến trải nghiệm đương nhiên không thấy lời nhắc nhở của người chơi trên thực tế nhắc nhở cũng vô dụng trên trực thăng vẫn còn chỗ trống trên đường trở về bọn họ thấy một tòa nhà ở xa có người sống sót kêu cứu liền đổi hướng bay tới cứu những người trên trực thăng dù không hài lòng cũng không thể nói gì xong rồi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện phương diễu anh đúng là không ra gì tổng giám đốc khương hay là chúng ta cướp luôn trực thăng đi, cướp trực thăng rồi bay thẳng ra ngoài, thấy khán giả đưa ra ý kiến tồi tệ, Phương Diễu cũng có chút không chịu nổi, anh hy vọng khán giả chỉ nghĩ vậy thôi, còn Khương Thu tự đừng bao giờ nghĩ như vậy, nếu cô thực sự cướp thì sao? Nếu đổi thành một streamer khác, có thể thực sự sẽ là một động tác, cướp máy bay thử xem, Khương Thu tự vẫn hành động bình thường theo cốt truyện. Không phải là cô không nghĩ đến, chỉ là không muốn kích hoạt cốt truyện đánh giết, để không khiến bản thân đánh lại từ đầu mà thôi. Vị trí của người sống sót cầu cứu không có bãi đáp, có lẽ đây là địa điểm duy nhất mà người sống sót có thể tìm thấy. Trực thăng không thể hạ cánh, chỉ có thể treo lơ lửng rồi thả thang cứu hộ xuống. Vài người trên sân thượng vừa trèo lên thang cứu hộ, một đám xác sống đã xông lên sân thượng, lao về phía bọn họ. Vài người sống sót trên trực thăng thấy vậy thì vội vàng hét lên. Cất cánh, nhanh cất cánh. Các thang cứu hộ, chúng ta không cứu được bọn họ các chiến sĩ xả đạn xuống phía dưới nhưng vẫn có thêm nhiều xác sống lao vào thang cứu hộ từng người một rất nhanh đã treo thành một dãy dài vượt xa trọng tải của trực thăng sử hoài nhân nhìn về phía khương thu tự khương thu tự hiểu ý anh ta các chiến sĩ vẫn đang xả đạn vẫn chưa quyết định từ bỏ chỉ có cô có thể dùng rìu cứu hỏa trong tay chặt đứt thang cứu hộ cô có nên làm vậy không khương thu tự hơi do dự vung rìu thang cứu hộ bị chặt đứt những người sống sót đang cố gắng trèo lên và vô số xác sống treo bên dưới đều ngã xuống. Các chiến sĩ quay đầu nhìn Khương Thu Tự, ánh mắt có chút phức tạp, không tức giận chỉ trích, còn những người sống sót khác thì lộ vẻ biết ơn. Chỉ là Khương Thu Tự chú ý đến, trên giao diện hệ thống xuất hiện một chiếc cân, hai đầu cân, một đầu là sương mù trắng mờ ảo, một đầu là khí đen hỗn độn. Lúc này, bên đựng khí đen hơi chìm xuống phía dưới. Là, chính nghĩa, và, tội ác, sao, Khương Thu Tự có chút tò mò, cô cảm thấy không phải, chỉ có hai màu, đen, và, trắng, mà không nói rõ, chứng tỏ đó là thứ không thể xác định. Góc nhìn của người chơi không thể nhìn thấy giao diện hệ thống, có lẽ là vì trong trò chơi, khán giả rất đồng tình với hành động của Khương Thu Tự. Quyết đoán, làm tốt lắm. Vừa dứt lời, phần hông tòa nhà bên cạnh trực thăng phát ra vô số tiếng kính vỡ. Vì ngôi nhà của những người sống sót cầu cứu rất thấp, trực thăng lơ lửng ở độ cao rất thấp hiện tại cứu người không thành chuẩn bị cất cánh lần nữa không ngờ vô số xác sống đâm vỡ kính của một tòa nhà văn phòng bên cạnh nhảy lên trực thăng có xác sống đâm vào cánh quạt bị nghiền thành thịt vụn có xác sống thì bám vào càng hạ cánh của trực thăng có xác sống đâm vào khoang máy bay có xác sống thì nhảy thẳng vào khoang á à, trong khoang máy bay có tiếng la hét trực thăng mất thăng bằng rung lắc tình huống này ngay cả khương thu tự cũng có chút bất lực nguy hiểm vì trực thăng mất thăng bằng, cánh quạt đâm vào tòa nhà bên cạnh, nghi nát một tầng kính, sau đó bị phi công kéo mạnh ra khỏi phạm vi tòa nhà, nếu không để cánh quạt bị thép và xi măng làm gãy, trực thăng sẽ rơi xuống dưới ngay lập tức. Nhưng dù có cứu vãn được thì cũng chỉ là giải dụ cuối cùng, động cơ máy bay bốc khói hỏng hóc, một đám xác sống treo trên càng hạ cánh, trực thăng vẫn hạ xuống, chỉ là so với việc đâm xuống đất, lúc này lắc lư thì bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót. Trên đường phố, xác sống tràn lan, đuổi theo trực thăng phát ra tiếng động lớn như thể đang đuổi theo bữa trưa hôm nay rất nhanh trực thăng hạ xuống trong tình trạng lắc lư đã đến gần sân thượng của một tòa nhà khoảng cách gần đến mức như đang ám chỉ điều gì đó khương thu tự không do dự nhảy xuống không ngờ npc sử hoài nhân ngồi bên cạnh cô cũng rất nhanh nhẹn nhảy theo ra ngoài khương thu tự lăn một vòng tại chỗ giảm lực rồi đứng dậy nhìn ra bên ngoài thấy trực thăng từ từ đâm xuống đất vô số xác sống vây quanh tiếng súng vang lên những chiến sĩ còn sống không ngừng quét sạch sát sống xung quanh sau đó còn có âm thanh lựu đạn nổ tung trong đám sát sống nhưng đạn dược dù sao cũng có hạn mà số lượng sát sống thì dường như vô tận rất nhanh tiếng súng ngừng lại sát sống nhấn chìm trực thăng sử hoài nhân ngã không nhẹ đau đến mức nhe răng trợn mắt an ủi thôi đừng nhìn nữa kết cục của chúng ta chưa chắc đã tốt hơn bọn họ thấy cảnh này khán giả cũng im lặng Đôi khi nỗi sợ hãi không bắt nguồn từ ma quỷ, sự tàn nhẫn và tuyệt vọng càng dễ khiến người ta sợ hãi hơn. Nghĩ đến nếu như bản thân là người trong trực thăng, khán giả không khỏi rùng mình. Đa lý cũng ngây người, anh ta đặt mình vào trong trò chơi, để chơi đến tiến độ này, ước tính anh ta phải chết cả 180 lần. Cương Thu tự khá là tiếc nuối, sớm biết bọn họ không sống được, trước khi nhảy khỏi trực thăng cô nên cướp một khẩu súng. Nhưng nghĩ kỹ lại, tiếng súng rất vang, rất dễ thu hút sự chú ý của xác sống gần đó, nếu đạn dược không đủ thì không có nhiều khác biệt. Sau khi cân nhắc, Khương Thu Tự không còn thèm thùng nữa, cô thấy Sử Hoài Nhân ở cạnh đó đang lục loại ba lô, đi tới hỏi, làm gì vậy? Sử Hoài Nhân lấy ra một máy điện đàm tháo từ trên xe từ ba lô ra, đám trực thăng này đã đi rồi, không biết còn có đợt tiếp theo không, xem xem có tin tức mới nhất nào không. Chỉ là loay hoay một lúc, trong máy điện đàm toàn là tiếng rè rè. Sử Hoài Nhân có chút vội vàng, hôm qua còn phát tiết mục không thể nào chứ chẳng lẽ chúng ta bị bỏ rơi rồi sao Khương thu tự nhắc nhở anh ta anh nhỏ tiếng thôi đừng dẫn xác sống gần đây đến chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước đã đợi xác sống bên dưới tản đi rồi nghĩ cách rời đi rời đi còn có thể rời đi sao sử hoài nhân nhìn đám xác sống đông đúc bên dưới trong lòng có chút tuyệt vọng lúc này cửa sân thượng bị gõ nghe tiếng đập chậm rãi đó là biết không phải người sống sót mà là có xác sống trèo lên theo cầu thang làm sao bây giờ? Sử hoài nhân hoảng sợ nhìn Khương Thu Tự. Lúc này, tiếng nổ lại vang lên ở xa xa, khói đen bốc lên trời, Khương Thu Tự nhìn hướng đó, lại nhìn bản đồ, cô chưa kịp đưa ra phán đoán, sử hoài nhân đã kêu lên, đó là hướng nhà máy điện. Khương Thu Tự quay đầu nhìn đèn đường, quả nhiên đã tắt, lúc này đã quá trưa, mặt trời đang từ từ lặn về phía tây, một khi mặt trời lặn, thành phố chim cánh cụt sẽ bị bóng tối bao trùm hoàn toàn. Cương Thu tự xem tiến độ trò chơi. Giai đoạn 1, một, 1%. Một Cô không có cảm giác gì nhưng bầu không khí kinh hoàng đã bắt đầu lan tràn trong số những người xem live. Không được rồi, tôi phải bật đèn xem livestream. Tôi cũng bật đèn. Tối nay ai gõ cửa nhà tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó. Sử hoài nhân đang loay hoay với máy điện đàm cuối cùng cũng nhận được tín hiệu, nhưng không phải thông tin cứu hộ của chính phủ anh ta mong đợi, mà là tiếng cầu cứu Đức Quảng, mơ hồ có thể nghe thấy chữ bệnh viện trung tâm cương thu tự nhìn bản đồ nơi bọn họ đang đứng cách bệnh viện trung tâm thành phố chim cánh cục không xa khỏi phải nghĩ đó là địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo đi thôi chúng ta tìm cách đến bệnh viện trung tâm cương thu tự nói với sử hoài nhân đúng vậy trong bệnh viện sẽ có máy phát điện dự phòng sử hoài nhân lập tức phản ứng lại có điện có thuốc hẳn là có thể gia tăng khả năng sống sót nhưng cửa sân thượng đã bị chặn bọn họ phải đi như thế nào khương thu tự quan sát xung quanh đo đạc khoảng cách với sân thượng bên cạnh bằng ánh mắt cô nói với sử hoài nhân nhảy qua sử hoài nhân nhìn xuống dưới sân thượng có chút hoa mắt á à, khả năng vận động của tôi không tốt tôi không dám sân thượng đối diện thấp hơn có chênh lệch độ cao không khó khương thu tự nói lùi lại vài bước sau đó chạy đà bước lên mép sân thượng nhảy xuống vững vàng đáp xuống đối diện sau đó quay người gọi sử hoài nhân nhanh lên tôi thực sự không sử hoài nhân đang nói cửa sân thượng phía sau bị đẩy ra một chuỗi xác sống xông ra hương thu tự cổ vũ anh ta nhanh nhảy đi ngã chết một lần cũng tốt hơn bị ăn sống khán giả đổ mồ hôi đây là cổ vũ sao nhưng nghe có vẻ rất hợp lý đổi lại là bọn họ thì chắc hẳn cũng sẽ nhảy bị cắn chết sống cũng quá đáng sợ sử hoài nhân nghe vậy lại nhìn đám xác sống đang lao tới phía sau anh ta chỉ có thể nghiến răng nhảy về phía trước á à, sử hoài nhân dẫm một chân lên mép sân thượng người ngã về sau thấy rằng sắp ngã xuống bị khương thu tự kéo lại nhanh lên khương thu tự nói xong liền dẫn theo sử hoài nhân chạy như bay quả nhiên đám xác sống đuổi theo đằng sau cũng lần lượt lấy đà nhảy lên một số ngã xuống một số nhảy qua tiếng động trên lầu thu hút thêm nhiều xác sống hơn khương thu tự lấy điện thoại ra chỉnh âm lượng to nhất đặt báo thức điện thoại vào 10 giây sau tiếp đó ném vào lỗ thông gió trên sân thượng rồi cô lại nhảy sang sân thượng khác lần đầu còn khó lần thứ hai thì không còn sợ nữa sử hoài nhân cố hết sức nhảy thật mạnh sang đối diện lần này không cần khương thu tự cứu anh ta đã thuận lợi đáp đất báo thức reo lên thu hút đám xác sống trên sân thượng và cả đám bên dưới một đống xác sống vây quanh ống thông gió khương thu tự và sử hoài nhân tìm cơ hội rời đi đi lòng vòng một hồi, hai người cuối cùng cũng đến được bệnh viện trung tâm. Cổng bệnh viện không bị chặn, một vài xác sống đang lang thang bên ngoài. Hai người cố gắng không gây ra tiếng động, cẩn thận lên lầu, phát hiện cầu thang lên tầng 3 bị đồ đạc chặn kín, có thể thấy những người sống sót đều ở tầng 3. Dọn những đồ đạc này sẽ gây ra tiếng động quá lớn, Sử Hoài Nhân hỏi Khương Thu Tự, chúng ta lên bằng cách nào, xem thử cầu thang khác. Khương Thu Tự nói bệnh viện không thể chỉ có một cầu thang, những người ở trên chắc hẳn cũng sẽ để lại cho chính mình một lối đi thuận tiện để ra vào. Quả nhiên, đi một vòng, hai người phát hiện ra một cầu thang, mặc dù cũng chất đầy đồ đạc, nhưng vẫn để lại một khe hở sát tường, cần phải nghi người, cẩn thận lách người qua. Sau khi chui vào còn phải rẽ, đám sát sống không có não không thể xông vào, cho dù có xông vào, chắc chắn cũng sẽ gây ra tiếng động rất lớn. Hai người cẩn thận lên lầu, phát hiện trên lầu còn có người canh chừng. Thấy bọn họ, lúc đầu mấy người này còn có chút vui mừng, nhưng sau khi phát hiện bọn họ không phải nhân viên cứu hộ thì không còn nhiệt tình như vậy nữa. Những người sống sót không nhiều, tổng cộng hơn 10 người, bị mắc kẹt ở tầng 3, bọn họ cũng đã cố gắng tìm trực thăng cứu hộ nhưng không thành công. Nghe nói trực thăng mà Khương Thu tự và Sử Hoài Nhân đi bị rơi, mọi người đều có vẻ mặt phức tạp. Sau đợt cứu hộ hôm nay, Đài Phát Thanh không còn tin tức gì nữa. Đúng là tạo nghiệp mà, đám người Mỹ kia tạo nghiệp mà lén lút nghiên cứu thứ virus tê gì đó chuyện như vậy mới xảy ra thương thu tự tò mò làm sao các anh biết một y tá nói hôm qua trước khi virus bùng phát chúng tôi đã tiếp nhận một bệnh nhân do cảnh sát đưa đến bệnh nhân này bị thương do súng bắn cứ nói Mỹ tờ virus bí mật thả ra các thứ nếu không phải anh ta bị thương do súng bắn cảnh sát sẽ tưởng anh ta là một kẻ thần kinh không bình thường nhưng cô cũng biết đấy Chỗ chúng tôi muốn có có súng không phải dễ. Người đó còn sống không? Cương Thu tự hỏi tiếp. Y tá lắc đầu, cứu không được, chết rồi. Cương Thu tự biết trong đây chắc chắn có thông tin nhiệm vụ, tiếp tục hỏi, trước khi chết, anh ta còn nói gì hay làm gì không? Y tá suy nghĩ một chút, tôi nhớ anh ta đã giao cho cảnh sát một chiếc USB. Cảnh sát đó còn ở đây không? Ngày hôm đó đã đi rồi, thi thể cũng được đưa đi khám nghiệm bọn họ thuộc sở cảnh sát nào sở cảnh sát nam sa y tá cũng không băn khoăn tại sao khương thu tự lại hỏi nhiều như vậy cô ta nói hết những gì mình biết lúc này đột nhiên có người ở bên cửa sổ hét lên mọi người nhìn kìa mọi người tụ tập lại bên cửa sổ thấy một cặp vợ chồng cẩn thận lẻn vào bệnh viện người đàn ông cầm một cây chổi đầu chổi buộc dao người phụ nữ ôm một đứa trẻ không lớn vẻ mặt lo lắng có người muốn giúp đỡ có cần ra đón không, có người thì rất thờ ơ, đứa trẻ đó không bị cắn chứ, bệnh viện này cũng không cứu được đâu. Tôi đi xem. Khương Thu tự cầm rìu cứu hỏa, chuẩn bị xuống lầu. Sử Hoài Nhân do dự một chút, đi theo sau, Khương Thu tự thấy vậy liền cười nói, anh thì thôi, ở đây nghe đài phát thanh đi. Vậy cô chú ý an toàn. Sử Hoài Nhân nhắc nhở. Lúc này có người nhắc nhở, cô đi xuống đừng gây ra tiếng động. Nghe vậy, khán giả rất tức giận, người này sao lại như vậy, đừng nói là NPC, ngay cả người thật. Khương Thu Tự cũng lười tranh luận với đối phương, cô nhanh chóng xuống lầu, quả nhiên nhận thấy được cặp vợ chồng kia đã bị sát sống phát hiện. Khương Thu Tự chạy tới, chém ngã đám sát sống vây quanh bọn họ, đón họ chạy đến bên cầu thang. Kết quả chạy được nửa đường, người đàn ông không chạy nữa, các người đi đi, tôi chặn chúng lại, cũng tránh dẫn chúng sang đó. Không cần cương thu tự khí phách nói người đàn ông mỉm cười lắc đầu giơ cánh tay lên hóa ra lúc nãy khi bảo vệ vợ con anh ta đã bất cẩn bị cắn một cái tôi không đi được nữa rồi người vợ thấy vậy nước mắt lập tức chảy xuống bám chặt lấy cánh tay người đàn ông người đàn ông hất tay người vợ ra giơ cây giáo trong tay lên lúc này anh ta như một vị tướng trên chiến trường oai phong nhưng cũng bi tráng hai mẹ con em có thể sống sót là được thấy anh ta bị cắn, Khương Thu tự lập tức đưa ra phán đoán, cô kéo người mẹ và đứa trẻ rời đi. Khi bọn họ trở lại tầng 3, người đàn ông vừa hét vừa chạy, dẫn đám sát sống trong tòa nhà ra ngoài, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ta bị đám sát sống vây quanh xông tới, ngã gục trước cửa bệnh viện. Tuy nhiên, trong số hơn 10 người trên lầu, có người vừa mở miệng đã hỏi, các người không bị cắn chứ, người phụ nữ khóc không thành tiếng, lắc đầu, đứa trẻ sốt cao không lui, xin các người cứu đứa trẻ phải kiểm tra đã anh có nhân tính không vậy anh có nhân tính sao lúc nãy không thấy anh xuống cứu người trên lầu ầm ĩ khương thu tự không để ý bảo y tá đưa người mẹ và đứa trẻ đi điều trị làm xong tất cả những việc này khương thu tự phát hiện ra rằng hai đầu của cán cân trên giao diện hệ thống bên sương mù mờ ảo kia đã chìm xuống một chút cán cân đã trở lại trạng thái cân bằng người chơi không chỉ chỉ trích npc không có nhân tính mà còn cùng nhau chỉ trích phương diễu phương diễu anh là người sao lại để chúng tôi xem cốt truyện như thế này xem mà tôi thấy khó chịu quá đây không phải là trò chơi kinh dị sao anh có thể dọa người nhưng đừng có kích động cảm xúc chứ anh hơi quá đáng rồi phương thu tự đẩy xong đoạn cốt truyện này tâm trạng cũng không tốt lắm nói một câu nghỉ ngơi nửa tiếng rồi thoát khỏi trò chơi phương diễu anh thật là tội lỗi đến cả tổng giám đốc khương cũng không chơi nổi nữa còn không mau đi nhận tội mọi người ầm ĩ nhưng không ai rời khỏi phòng livestream chỉ là bình luận lướt qua nhanh căn bản không thể thảo luận vì vậy mọi người đều chuyển sang chuyên mục trò chơi để đăng bài phương diễu không quan tâm đến những điều này thoát khỏi trò chơi xem tình hình của khương thu tự thế nào cảm xúc của cô thực sự bị ảnh hưởng đến sao anh tháo thiết bị xuống phát hiện khương thu tự không ở trên giường người đâu rồi phương diễu vội vàng đi tìm phát hiện khương thu tự đã đi vệ sinh xong giờ đang ở phòng khách rót nước vì vậy anh từ phía sau bước tới và ôm lấy cô tiến lại gần nhìn khóe mắt cô. Sao vậy? Cảm xúc của Khương Thu Tự rất ổn định. Phương Diễu, xem xem cô có khóc không, có cần an ủi không? Có đến nổi vậy không? Khương Thu Tự liếc anh một cái, nhìn thấy cốt truyện như vậy, tâm trạng cô không khỏi có chút khó chịu nhưng còn lâu mới khóc được. Phương Diễu nói bên tai cô, lúc tôi thiết kế, tôi đã nghĩ, trong cùng một tình huống, tôi cũng sẽ đứng chắn trước mặt cô sự cảm động như mong đợi không xảy ra khương thu tự buồn cười hỏi anh có biết trong các tác phẩm phim ảnh khoa học viễn tưởng kinh dị và thảm họa nhân vật nào khiến người ta khó chịu nhất không phương diễu suy nghĩ một chút thánh mẫu khương thu tự còn nữa không không nghe lời khuyên không cho đi mà vẫn đi còn nữa không còn nữa phương diễu suy nghĩ mãi không biết lượng sức mình cố tỏ ra mạnh mẽ rồi kéo chân người khác khương thu tự xoay người khỏi vòng tay của phương diễu ngẩng đầu lên, đưa tay véo cầm anh. Anh đứng chắn trước mặt tôi, chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu suất giết địch của tôi thôi. Phương Diễu, ngẩng người một lúc, Phương Diễu kêu lên. Không được, tôi là đàn ông. Cương Thu tự hơi nhón chân hôn anh một cái. Tôi biết chứ, cũng không phải là tôi chưa từng thử. Phương Diễu ngây người, cô đang nói bậy bạ à, anh đoán xem. Cương Thu tự liếc anh một cái, vừa quyến rũ vừa tinh nghịch, đang định đi thì bị Phương Diễu kéo lại chọc ghẹo xong còn muốn đi phương diễu hung dữ nói vậy anh muốn thế nào khương thu tự nhìn anh phương diễu hơi không người ôm lấy chân cô một phen dùng sức bế cô lên bàn ăn hôn đến một lúc sau hai người hơi tách ra để thở phương diễu đè khương thu tự xuống bàn một lát nữa còn phải livestream khương thu tự hơi thở gấp nhắc nhở anh phương diễu không quan tâm để bọn họ đợi khương thu tự nói một câu kinh thiên động địa sao thế được cho anh ba phút phương diệu tức giận cô đùa gì vậy vậy thì nói lại khương thu tự như một con rắn nhỏ linh hoạt chui ra lật người trường xuống khỏi bàn chạy về phòng cô quay lại đây tôi cho cô cơ hội lựa chọn cuối cùng trò chơi hay song tu cô chọn cái nào phương diệu hét lên trò chơi giọng của khương thu tự vọng ra từ phòng ngủ đợi Phương Diễu quay lại, cô đã đeo thiết bị vào và quay lại trò chơi. Trong trò chơi, trợ lý sức khỏe đột nhiên bật ra, nhịp tim của người dùng hơi nhanh, vui lòng chơi cẩn thận. Khương Thu Tự, khán giả nghe xong cũng thấy lạ, nếu như trong game nhịp tim tăng cao thì có thể là do bị dọa sợ, vậy nghỉ ngơi xong rồi vậy, tại sao, có phải là cãi nhau rồi hay không, hoặc là vừa đánh Phương Diễu một trận, có phải là làm chuyện gì đó không thể miêu tả không, không thể nào, mới qua bao lâu, chỉ đủ thời gian uống nước đi vệ sinh thôi mà. Cũng không chắc, biết đâu biệt danh của Phương Diễu là Phương Miễu, Miễu của ba dây ấy, truyền đi, sau này Phương Diễu đổi tên thành Phương Miễu, Phương Diễu tức giận, tôi sẽ gửi thư cảnh cáo cho các người, khán giả, anh ta nóng rồi, anh ta nóng rồi, nhưng trò đùa nhanh chóng kết thúc, Khương Thu tự bình tĩnh lại và bắt đầu chơi game, mọi người nhanh chóng nhập tâm vào trò chơi. Đứa trẻ không bị cắn, sốt cao không giảm có lẽ là do nhiễm trùng phổi, nhưng tầng ba không có sản thuốc, phải xuống dưới một chuyến. Khương Thu tự không do dự, lại xuống tầng, vì trước đó phần lớn xác sống đã bị người đàn ông dẫn đi nên chuyến này cũng khá suôn sẻ. Ngoài thuốc chữa viêm phổi, y tá còn nhờ cô mang về một ít nát tri nếu không thể thoát ra ngoài, cô ta hy vọng mình sẽ ra đi không quá đau đớn. Không lâu sau, màn đêm buông xuống, thành phố bên ngoài tối đen như mực, chỉ có bệnh viện sử dụng nguồn điện dự phòng vẫn sáng đèn, nhưng không biết có thể trụ được bao lâu mẹ của đứa trẻ rất biết ơn khương thu tự khi trò chuyện bà ấy đã tiết lộ cho cô một số thông tin anh trai của người mẹ đang làm việc tại sở cảnh sát nam sa cũng là người hôm qua bảo bà ấy khóa chặt cửa sổ nhất định không được ra ngoài sau đó thì mất liên lạc tổng hợp lời kể của y tá và người mẹ này cô có thể xác định rằng sở cảnh sát nam sa chắc chắn có manh mối gợi ý nhiệm vụ đến sở cảnh sát nam sa điều tra sự thật tùy chọn Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là thoát khỏi thành phố, nhưng nhiệm vụ tùy chọn này rất có thể liên quan đến tiến trình tiếp theo của trò chơi. Với tính cách của Khương Thu Tự, cô chắc chắn sẽ đi và cô cũng có linh cảm rằng đêm nay sẽ không yên bình. Những nơi sáng đèn trong màn đêm đen kịt chắc chắn sẽ gây ra thị phi. Những người sống sót không còn đường thoát trong bóng tối sẽ đi về phía những nơi có ánh sáng theo bản năng, có ánh sáng, rất có thể là có người, có hy vọng. Không lâu sau, một nhóm người chạy về phía bệnh viện một số người cầm gậy một số người cầm thức ăn xem ra những người này trước đó bị mắc kẹt trong siêu thị giờ đã bị phá vỡ chỉ còn cách tìm nơi khác để trốn bọn họ chạy đến chỗ chúng ta à ra đón bọn họ đi bọn họ có đồ ăn nếu có nhiều người cùng nhau hợp tác cơ hội sống sót sẽ cao hơn những npc trong bệnh viện thể hiện thái độ hoàn toàn khác nhau sau đó tất cả cùng nhìn về phía khương thu tự khán giả tức giận tại sao cứ bắt tổng giám đốc Khương đi, không đi, Khương Thu Tự không để ý đến bọn họ, đi đến bên cạnh Sử Hoài Nhân và hỏi, vẫn chưa nhận được tin tức gì sao, Sử Hoài Nhân loay hoay với máy vô tuyến điện cả ngày, bất lực lắc đầu, không, không biết bên ngoài tình hình thế nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.